Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đảo chiều giảm khá mạnh với tỷ lệ giảm là 0,51%, hiện tại đứng ở mức 2.493,9 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ, đứng ở mức 102,23 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm mạnh với tỷ lệ giảm là 2,6%, đứng ở mức 58.100 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xuống giảm, đứng ở mức 3,869% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm, đứng ở mức 75,87 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đảo chiều giảm khi mà các nhà giao dịch đổ xô chốt lời sau khi giá vàng tăng lên mức cao nhất mọi thời đại trong phiên trước đó nhờ kỳ vọng Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Với đồn đoán ngày càng gia tăng về việc cục dự trữ liên bang Mỹ Fed có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9 năm nay đã đẩy giá vàng lên mức cao nhất mọi thời đại là 2.509,6 đô la Mỹ trên một ao trong phiên giao dịch cuối tuần vừa qua. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị gia tăng và lực mua mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương đã khiến giá vàng tăng hơn 20% kể từ đầu năm nay. Ông Tom Walter, giám đốc phân tích thị trường của công ty thương mại KCMJ cho biết, vàng đã theo đuổi mức tâm lý 2.500 đô la Mỹ trên một ao trong vài tháng và bây giờ, khi đã đạt được mức này, một số hoạt động chốt lời đương nhiên sẽ diễn ra. Tuần trước, doanh số bán lẻ mạnh mẽ của Mỹ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự kiến, cùng với dữ liệu lạm phát hạ nhẹ, đã khôi phục niềm tin vào nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các nhà giao dịch tin tưởng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới và trọng tâm hiện nay là quy mô của đợt cắt giảm. Theo công cụ CME FedWatch có 75,5% khả năng sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuộc họp tháng 9 tới. Ông Walter nói thêm, các nhà giao dịch sẽ hướng sự chú ý tới bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell tại Hội nghị Kinh tế Jackson Hole vào cuối tuần này để có thêm manh mối về quy mô cắt giảm lãi suất của Fed. Thị trường cũng sẽ theo dõi biên bản cuộc họp chính sách tháng 7 của Fed dự kiến sẽ được công bố trong ngày 21 tháng 8 tới. Lượng nắm giữ vàng của SP Dow Jones, quỹ giao dịch trao đổi vàng lớn nhất thế giới đã tăng gần 1% vào ngày 16 tháng 8. Dữ liệu cho thấy các nhà đầu cơ vàng tại sàn COMEX cũng tăng vị thế mua ròng thêm 34.197 hợp đồng trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 8 vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Trong ngày hôm nay, ngày 19 tháng 8 năm 2024, sau 30 phút mở bán, tiệm vàng trên phố Trần Nhân Tông Hà Nội thông báo hết vàng nhẫn. Nhiều người chờ bên ngoài xem có ai bỏ về thì chen vào. Cụ thể, trong sáng đến trưa nay 19 tháng 8, tại phố vàng Trần Nhân Tông Hà Nội, không còn cảnh người xếp hàng dài trước cửa chờ mua vàng, tuy nhiên thì bên trong tiệm vàng chật kín khách chờ. Cửa hàng chỉ bán ra trong vòng 40 phút, mỗi người chỉ được mua một lượng. Cụ thể, đến 9 giờ 15 phút trưa nay, mọi người đã đến lấy số và xếp kín phía trong cửa hàng. Nhân viên cửa hàng vàng chia sẻ, từ sáng sớm đã có rất nhiều người dân đến hỏi mua vàng. Tuy nhiên, do thời gian chờ đợi cửa hàng mở bán khá lâu, nhiều người ra về chờ tới giờ bán thì quay lại. Theo quan sát, phía ngoài cửa hàng không có khách đông như thời gian trước, nhưng tình trạng xếp hàng dài trên vỉa hè vẫn diễn ra. Hình thức bốc số chờ vẫn được áp dụng tại cửa hàng này. Theo chị Lan Anh ở Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ, chị đến cửa hàng từ lúc 9 giờ 15 phút và là người thứ 7 xếp hàng vào mua vàng. Thời điểm chờ lấy số, xếp sau chị còn khoảng 20 người. Đến 9 giờ 40 phút, nhân viên phía ngoài cửa hàng thông báo, trong sáng nay, cửa hàng chỉ bán ra cho 40 người lấy số thứ tự, mỗi người chỉ được mua một lượng. Đáng lưu ý là cửa hàng vàng chỉ bán ra nhẫn tròn, không bán vàng miếng SJC. Anh Quang ở Cầu Giấy, Hà Nội cho hay, điểm bán vàng Bảo Tín Minh Châu, cơ sở bên Cầu Giấy đã vỡ trận, khách đông gấp nhiều lần tại phố Trần Nhân Tông. Tuy cửa hàng đã báo hết vàng, nhưng anh vẫn nán ở lại chờ thêm. Tôi gửi xe ở đây, chờ thêm một tiếng biết đâu cửa hàng lại mở bán phiên tiếp theo anh Quang nói. Rất nhiều người đến mua vàng đã thuê xe ôm trở tới và sẵn sàng chi trả thêm tiền cho tài xế để chờ đợi để đưa về cho yên tâm. Theo ông Khang, tài xế xe ôm ở Đống Đa, Hà Nội kể, từ tối qua, tôi được chị gần nhà hẹn sáng nay chở đi mua vàng để tránh mất thời gian đặt xe và an toàn khi di chuyển. Chị ấy đã chở thêm 100.000 đồng để tôi chờ 40 đến 50 phút. Phần lớn người dân đến cửa hàng giao dịch là để mua vàng nhẫn. Họ cho hay
từ đầu năm tới nay vàng nhẫn đã tăng khoảng 15 triệu đồng trong một lượng. Nên dù giá đang leo cao họ vẫn có nhu cầu mua vì hy vọng giá sẽ còn lên tiếp. Trái ngược với những người mua vàng, theo cô Anh mang 3 lượng vàng nhẫn tới bán, cô cho hay tôi mua 3 lượng vàng nhẫn tròn trơn từ cuối tháng 3, khi đó giá vàng nhẫn ở mức 70 triệu đồng trên một lượng, nay thấy giá lên cao nên tôi mang đi bán, tôi mua để lướt sóng thôi, giờ bán ra sẽ lãi khoảng 8 triệu đồng trong một lượng. Theo quan sát thì nhiều người còn nhờ người thân túc trực ở bên ngoài cửa hàng, đợi có người mang vàng đến bán là sẵn sàng trả giá cao hơn cửa hàng để mua lại. Với số lượng vàng được mua hạn chế là mỗi người chỉ được mua một lượng, nhiều người đến mua tỏ ra yên tâm bởi mua số lượng nhỏ thì sẽ lấy được vàng sớm, còn mua với số lượng lớn thì có phải chờ đợi vài ngày, đến lúc đó giá cả nhảy múa không dự báo được. Mặc dù đã đóng cửa và không nhận khách nữa, nhưng phía ngoài cửa hàng vẫn có rất nhiều khách đứng đợi, để nếu ai ở trong bỏ về thì sẽ vào thế chỗ. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi tối nay, nhìn chung là mặt hàng vàng miếng cũng như là vàng nhẫn tạm thời không có thay đổi sau khi mà được điều chỉnh trong phiên trưa đến chiều nay. Chi tiết của bảng giá này thì kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào mức 24.790 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.160 đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm mạnh 70 đồng trên 1 đô la Mỹ cho cả hai chiều. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.250 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra 25.400 đồng trên 1 đô la Mỹ. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng mua vào 7.800.000, bán ra 8 triệu. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.800.000, bán ra 8 triệu. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.800.000, bán ra 8 triệu. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 7.800.000, bán ra 8 triệu. STC mua vào 7.810.000, bán ra 8 triệu. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.830.000, bán ra 8 triệu. Mi Hồng SCC mua vào 7.900.000, bán ra 8 triệu. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.800.000, bán ra 8 triệu. Ngân hàng T-Bank Gold mua vào 7.800.000, bán ra 8 triệu. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại không có thay đổi, chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.800.000, bán ra 8 triệu. SJC Huế, Miền Tây, Quảng Ngãi, Biên Hòa mua vào 7.800.000, bán ra 8 triệu. STC Bạc Liêu mua vào 7.800.000, bán ra 8 triệu. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.800.000, bán ra 8 triệu. Cuối cùng là giá nhận bục số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại vẫn duy trì đà giảm và đang được niêm yết như sau. Nhận bục số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.680.000, bán ra 7.820.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.670.000, bán ra 7. 24K mua vào 7.493,1 nghìn, bán ra 593,1 nghìn. Vàng 18K mua vào 5.500.000, bán ra 5.843,1 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.295,4 nghìn, bán ra 4.545,4 nghìn. Vàng 10K mua vào 3.005,4 nghìn, bán ra 3.255,4 nghìn. Nhẫn tròn bố số 9 Hưng Thịnh Vượng Doji mua vào 7.695.000, bán ra 7.820.000. Nhẫn tròn bố số 9 Phú Quý mua vào 7.685.000, bán ra 7.820.000. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.